Xin chào các bạn trở lại. Hôm nay xin phép cho tôi được thay đổi cách xưng hô là tôi sẽ tự xưng mình là thầy và tôi sẽ gọi là các em. Thì vì đây là cách xưng hô mà tôi quen ở trên lớp và tôi cảm thấy như thế tự nhiên nhất. Và bởi vì cách xưng hô là tôi và các bạn thì là nghe mình hơi xa cách và tôi trở nên rất là cứng. Trước khi bắt đầu buổi hôm nay thì tôi xin kể một câu chuyện về thiền mà tôi đã đọc và tôi rất ấn tượng. Ở trong một vùng này có một vị cao tăng rất được kính trọng, nhưng mà một ngày thì có một cô gái ở trong vùng chuyển quan, và bởi vì sợ gia đình là sẽ trừng phạt cái nhân tình của mình, cho nên là cô gái này mới nói dối gia đình, nói dối với mẹ của cô ta rằng là cha của đứa bé chính là vị thầy tu này. Thì người mẹ nghe xong thì rất là tức giận. Người mẹ nghe xong thì rất tức giận, đùng đùng là cho đến cái ngày mà đứa bé được sinh thì là bà ấy mang đứa bé đến cho vị thầy tu này và quát mắng vị thầy tu này, xì bà vị thầy tu này và đưa đứa bé cho vị thầy tu này. Vị thầy tu này trong khi bà quát mắng xì bà thì ông ấy ngồi yên, ông không nói gì. Sau khi bà này nói hết rồi thì ông ấy chỉ nói một câu rằng: "Thật vậy à?" Sau đó ông thản nhiên ông nhận đứa bé và ông ấy nuôi nấng đứa bé, ông ấy chăm sóc đứa bé. Mấy năm sau thì người phụ nữ này thì hối hận vì đã gây ra tội cho vị thầy kia, cho nên là mấy năm sau thì người phụ nữ này thú nhận với mẹ cô ta rằng là cái cha thật của đứa bé không phải vị thầy này. Thế là người mẹ đến chùa để xin lại đứa bé, đồng thời là xin lỗi thầy. Thì vị thiền sư này thì đơn giản là trao đứa bé lại cho bà ngoại của nó, và cái lời cuối cùng mà người 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 đàn bà này, người người mẹ này nói với vị sư thì người người mẹ này là tôn vinh vị sư là đức hạnh trong suốt nhiều năm, mà trong suốt nhiều năm không oán giận gì mà chăm sóc cái đứa bé này rất là cẩn thận. Sau khi trước khi bà ấy ra về thì vị thiền sư cũng chỉ lại nói một câu: "Thật vậy à?" Thì trong quá trình mà tôi lớn lên thì là tôi lớn lên từ nhỏ đến lớn tôi học khoa học, cho nên là cái câu hỏi là có đúng vậy không, thật vậy à, đấy là một câu hỏi rất là tự nhiên của tôi, nên tôi đặt câu hỏi đấy suốt trong mọi tình huống. Và tôi nghĩ rằng đấy là tự nhiên và tôi nghĩ là câu hỏi đấy có ích, cho đến một ngày mà tôi quen người yêu và bây giờ là vợ sắp cưới của tôi, thì tôi nói với vợ sắp cưới của tôi rằng là anh yêu em, và cô ấy nói: "Thật vậy à?" Bây giờ tôi có biết trả lời như nào, các bạn nghĩ là tôi nên trả lời như nào? Chủ đề của chúng ta hôm nay là phần cuối về hàm số, định nghĩa về hàm số, và phần này chúng ta sẽ nói về là hàm đơn ánh này, hàm toàn ánh, hàm song ánh. Rồi. Và sau đó là có khái niệm hàm ngược, hàm song ánh. Hàm đơn ánh là gì? Hàm đơn ánh thì tiếng Anh là injective, hoặc là người ta cũng viết là one to one. Để cho một hàm F từ P đến X, tập X đến tập Y, thì hàm đơn ánh thì là có thể dùng ba cái định nghĩa này và nó tương đương với nhau. Có nghĩa là nếu mà khi mà chúng ta có là hai số x1 và x2 cho f1 bằng f2 thì chúng ta sẽ luôn có x1 bằng x2. Thì đấy là một định nghĩa này. Định nghĩa thứ hai thì có nghĩa là chúng ta lấy một phần tử y bất kỳ thuộc tập y lớn và chúng ta lấy nghịch ảnh của phần tử y thì nó sẽ là một tập hợp, và nếu mà tập hợp đó chỉ có nhiều nhất là một phần tử với mọi phần tử y thuộc tập y lớn này thì đấy, thì đó gọi là hàm đơn ánh. Hoặc là đơn giản hơn cả là chúng ta sẽ nói rằng là phương trình f(x) bằng y với y nhỏ là một cái gì đó thuộc cái tập y lớn này thì sẽ có nhiều nhất là một nghiệm với mọi cái y nhỏ thuộc y lớn. Đấy là hàm đơn ánh. Hàm toàn ánh. Hàm toàn ánh có nghĩa là cũng có ba, mình có thể viết được ba định nghĩa mà nó tương đương với nhau thôi, chỉ là ba cách nói khác nhau. Nghĩa là mình có thể nói rằng hàm toàn ánh có nghĩa là range của f là bằng y, có nghĩa là f nhận mọi giá trị ở trong y. Một cách nói khác là gì? Tôi lấy một phần tử y bất kỳ ở trong cái y lớn này và tôi lấy nghịch ảnh của nó thì
tôi sẽ luôn được một tập hợp khác giống này, hoặc là một cách nói khác nữa này, tôi lấy một cái y nhỏ bất kỳ này, là tôi muốn giải công trình f, tôi muốn tìm x sao cho f(x) bằng y nhỏ, tôi luôn giải được có ít nhất một nghiệm. Nó có thể có nhiều 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 một nghiệm, nhưng có ít nhất một nghiệm thì nó sẽ là toàn ánh này. Bây giờ xong ánh có nghĩa là vừa đơn ánh vừa toàn ánh, có nghĩa là phương trình f(x) bằng y thì như vậy, ở chỗ này là có nhiều nhất một nghiệm, ở chỗ này có ít nhất một nghiệm, cho nên là xong ánh có nghĩa là một hàng mà cho phương trình này có đúng một nghiệm với mọi y nhỏ này. Khi mà chúng ta có một hàm xong ánh thì chúng ta có thể định nghĩa một hàng gọi là hàm ngược của một cái hàm xong ánh. Cụ thể như thế này, hàm f đi từ x đến y thì hàm f trừ 1 nó sẽ đi từ y cho đến x. Và chúng ta sẽ định nghĩa như thế này, f trừ 1 nếu mà tôi muốn tính tại một giá trị y nhỏ của y lớn thì tôi sẽ bảo bằng x. Với x và y liên hệ với nhau bởi là quan hệ là f(x) bằng y. Như vậy bạn thấy là đây thì là hàm ngược. Thì thường là người ta sẽ nói y được biểu diễn theo x theo một biểu thức nào đấy, thì x được biểu diễn theo y theo một biểu thức nào, thì đấy 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 gọi là hàm ngược nhé. Rồi bây giờ chúng ta sẽ làm bài tập. Chúng ta sẽ làm hai ví dụ khá là đơn giản. Đầu tiên là hàm số f(x) bằng trừ đối với x đơn giản thôi. Bây giờ hàm số này tôi chúng ta muốn là khảo sát xem mà nó có đơn ánh hay nó có toàn ánh hay không. Thì bây giờ khảo sát như vậy thì chúng ta sẽ đặt câu hỏi xem là f(x) bằng y là có bao nhiêu nghiệm. Với y là có thể là một số bất kỳ. Nhưng mà đầu tiên trước khi mà trả lời câu hỏi đấy thì chúng ta phải xác định xem là hàm f nó đã đi từ đâu đến đâu. Tại vì là cái việc mà đơn ánh hay toàn ánh thì nó cũng phụ thuộc vào cái việc là cái tập nguồn và tập đích. Thì ở đây hàm f là đi từ tập số thực đến tập số thực. Thì chúng ta sẽ thấy là không, nó không đơn ánh. Nó không đơn ánh. Không đơn ánh bởi vì sao? Bởi vì nếu mà muốn giải phương trình, ví dụ như là phương trình là tôi lấy y là bằng 1 chẳng hạn này, thì phương trình này là có hai nghiệm. Mà đơn ánh thì có nghĩa là bây giờ một cái số y đơn ánh có nghĩa là bây giờ số y bất kỳ này thì cái phương trình này luôn chỉ có nhiều nhất là một nghiệm. Không, nhưng bây giờ tôi lấy một y bằng 1 thì phương trình này là có hai nghiệm. Cho nên đấy không phải là đơn ánh này. Nó cũng không phải là toàn ánh này. Toàn ánh thì có nghĩa là với cái số y bất kỳ ở đây lấy bất kỳ này thì là phương trình này luôn có nghiệm này, đấy các em chú ý đến. Cho nên bây giờ giả sử là muốn giải phương trình tự mình lấy y là trừ 1 thì là phương trình này nó không có nghiệm, không có nghiệm cho nên là hàm này không toàn ánh. Sau đây sang mình sang một hàm bên cạnh thì là cũng tương tự như hàm này, chỉ có cái là trừ dưới của x nhưng mà giờ nhân x. Rồi sau đó mình muốn xem hàm này đơn ánh hay là toàn ánh. Thực ra thì cách dễ nhất là vẽ đầu tiên hàm số này ra, nhưng mà ở bây giờ hiện tại thì thầy sẽ chỉ sử dụng cách đại số, nghĩa là thầy biến đổi bằng lời và bằng công thức như này, và thầy tránh cách vẽ hình. Bởi vì thực ra là vẽ hình thì đối với hàm số đơn giản thì nó rất là tiện lợi, nhưng mà hàm số hơi phức tạp hơn là rất là khó, bởi vì là không dễ để mà vẽ đồ thị của hàm số phức tạp. Thì cũng tương tự như vậy, về câu hỏi mình đưa hỏi là phương trình f(x) bằng y này có bao nhiêu nghiệm khi mà y là chạy phí. Đấy thì phương trình là mình cần phải xem là bằng như này. Tất nhiên là đầu tiên trước hết cũng là đối với trước thì mình phải xác định xem là hàm số này người ta đang ám chỉ là đi từ đâu đến đâu, thì là đi từ r đến r. Mà người ta mình muốn xem là lấy một số thực bất kỳ thì phương trình này có bao nhiêu nghiệm. Thì em sẽ thấy là có thể có hai nghiệm không, công trình này có thể có hai nghiệm hay không. Công trình này có thể hai nghiệm hay không thì là em thấy không thể này, bởi vì nếu mà lấy một số y nhỏ lớn bằng không này thì muốn lấy y bằng phương trình này muốn giải được thì tất nhiên là x phải lớn bằng không, bởi vì chỗ này cái trừ dương lớn bằng không rồi.
khi đó, nhưng mà khi lễ cưới bằng không thì là em phải giải là lễ cưới bằng không và sau đó thì x bình bằng y, như vậy là có một nghiệm duy nhất đúng không, tức là x bằng căn y đấy. Nếu mà y nhỏ là bằng không, rồi nếu mà chúng ta có lấy một số y nhỏ hơn không thì chúng ta sẽ thấy là muốn giải một phương trình này thì x phải nhỏ hơn không, và đồng thời lúc đấy khi mà x nhỏ hơn không thì chỉ giới của x bằng trừ x, cho nên là phương trình thành trừ x bình bằng y. Rồi sau đó thì em sẽ thấy là x sẽ bằng x bình bằng trừ y này là một số dương này, trừ y bây giờ là một số dương này thì x sẽ bằng, nhưng mà bây giờ mình x bằng trừ căn y bởi vì là x nhỏ hơn không. Thì như vậy là phương trình này luôn chỉ có một nghiệm, có duy nhất một nghiệm, cho nên là đáp án là cái này là chính là một hàm bijective, là vừa đơn ánh vừa tản ánh, chưa bijective. Còn tất nhiên các em quen thuộc biết là hàm số là f(x) bằng x bình, hàm số f(x) dòng x bình thì là các em thử chứng minh cho thầy là hàm f(x) là hàm số mà vẽ ra hình parabol ấy, thì em hãy chứng minh cho thầy là hàm số đấy không đơn ánh và cũng không tản ánh nhé. Rồi bây giờ chúng ta sẽ có hai hàm số như thế này, bên trái bên phải. Rồi chúng ta giải bài toán bên trái trước. Hàm số f đi từ tập hợp tất cả các số không âm cho đến tập hợp tất cả các số không âm và định nghĩa theo công thức như thế này. Và bây giờ người ta hỏi rằng hàm số f này nó có phải là song ánh hay không? Tức là nó phải đơn ánh hay không, phải toàn ánh hay không, vân vân. Thì luôn luôn là như thầy nói thì bây giờ em sẽ nghiên cứu cái phương trình này bằng y. Và bây giờ bởi vì là đề bài đã cho sẵn là tập nguồn và tập tích rồi thì là em sẽ phải xác định là x ở đây và y ở đây đều là những số không âm. Rồi thì bây giờ em muốn xem là phương trình này có bao nhiêu nghiệm, mà muốn giải phương trình này thì tất nhiên là em nhân mẫu số lên. Sau đó thì em muốn giải y theo x đúng không? Bây giờ em muốn giải x theo y xem là có giải được không? Thì sau đó thì em sẽ tương đương là x này 1 trừ y này bằng y này. Rồi thì bây giờ em sẽ nói như thế nào? Như vậy là với y bằng 1 với y bằng 1 em sẽ thấy là cái này là 0, bên này là 1 thì là phương trình không có nghiệm này. Thì em sẽ suy ra là như vậy là không phải là tan ánh này. Sau đó thì với, nhưng mà sao? Nhưng mà sẽ thấy là nhưng mà sẽ thấy đấy điểm thứ nhất này, cái điểm thứ hai em sẽ thấy là cái phương trình này có nhiều nhất là một nghiệm này, phương trình này luôn luôn có nhiều nhất là một nghiệm đúng không? Bởi vì trong trường hợp này thì nó không có nghiệm. Còn nếu mà y mà khác một thì là em chia xuống thì là x sẽ bằng y một trừ y. Cho nên nó phương trình này là, cho nên là hàm số này là bijective. Rồi em sẽ thấy không surjective. Nhưng mà là injective. Tiếp theo bên này. Bên này thì người ta hơi khác một chút, hàm số thì cũng tương tự như này nhưng trông nó hơi phức tạp hơn, nhưng mà cũng tương tự như bên kia. Nhưng bây giờ em sẽ biết là bây giờ người ta sẽ lấy f là hàm số là đi từ r trừ đi 1/3 để cho là hàm số này nó xác định cái mẫu nó khác không. Đến một tập A nào đấy ở trong R. Bây giờ yêu cầu của người ta là bây giờ sẽ tìm A sao 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 cho F là song ánh, liệu có cái đấy không nhá. Thì bây giờ em sẽ làm thế nào? Thì cũng là như ở bên kia thì em phải nghiên cứu phương trình là 2x cộng 1 chia cho 1 trừ 3x bằng y. Bây giờ em muốn là gì? Đề bài này đã yêu cầu là bây giờ tôi phải giới hạn những giá trị của y sao cho cái phương trình này luôn chỉ có duy nhất một nghiệm.
liệu có thể làm thế không? Nếu giờ cũng là tương tự về giải công trình này thì mình phải xem là em nhân mẫu từ đây đến đây thì ta bằng y này trừ đi 3 y x. Và như vậy thì là tương đương với là x em chuyển sang là 2 cộng 3 y nhân với x bằng y trừ 1. Được chưa? Rồi bây giờ em chỉ cần điều kiện là em sẽ thấy là có nghiệm này, công trình này thì là has solution khi và trừ khi là y khác trừ 3 phần 2 à trừ 2 phần 3. Và đồng thời là em sẽ thấy là khi mà y khác trừ 2 phần 3 thì công trình là có duy nhất một nghiệm. Thì sau đó em kết luận, là như vậy là tập A, nếu mà em chọn tập A trừ đi điểm là trừ 2 phần 3 thì khi đó thì em sẽ có là hàm F này là một hàm song ánh, và đồng thời cái hàm ngược của nó là gì? Hàm ngược của hàm F là gì? Là hàm ngược của hàm F là đi từ tập A này cho đến cái tập này, đi từ tập này cho đến tập này, và công thức của nó là gì? Nó biến mỗi số y thành số x sao cho số x được xác định bởi công thức là y trừ 1 chia cho 2 cộng 3 y. Như vậy hàm ngược thì em sẽ thấy nó chỉ đơn giản như thế này. Bây giờ tôi đang muốn là hàm thuận thì là sẽ là x biến thành một số y. Thì bây giờ tôi x biểu hiện bằng số y và số y được biểu hiện bởi một công thức của x. Thì bây giờ tôi sẽ hỏi ngược lại là như vậy là nếu mà tôi biến ngược lại thì tôi sẽ là muốn biểu hiện x thành một công thức của y vậy thôi. Đấy là hàm ngược. Rồi các bạn hiểu rõ không? Ok, chúng ta sẽ tiếp tục hai bài tập này sẽ liên quan đến hàm logarit và hàm mũ. Đấy, hàm mà các bạn học cấp 3 rồi. Nhưng mà hàm mũ thì khi mà đi dạy thì thầy thấy là đại đa phần các bạn thì đều nhớ hàm mũ, nhưng về hàm logarit thì các bạn thường quên và các bạn nhớ sai các tính chất của hàm logarit. Ở đây thì mình sẽ dần dần mình sẽ nhắc lại những cái hàm mà các bạn đã học cấp 3. Rồi hàm số f đi từ hàm số dương cho đến hàm số dương. Rồi công thức là như thế này, và bây giờ người ta hỏi là f trừ 1 là bao nhiêu? Thì như vậy thì là em chỉ cần quan tâm đến là em muốn giải cái phương trình này với x là một số dương và y là một số dương. Logarit ở đây là logarit cơ số tự nhiên. Thì để giải phương trình này thì tất nhiên là em làm thế nào? Em làm sẽ là rồi em sẽ logarit cả hai vế. Thì khi mà logarit thì cái này đi xuống, em lấy logarit cơ số tự nhiên chẳng hạn này. Đấy thì là theo công thức thì nó như thế này. Bằng logarit của y. Sau đó thì là em sẽ chia logarit của 5 em chia xuống ở bên này. Thì như vậy em sẽ có logarit của x thì bằng logarit của y chia cho logarit của 5. Rồi công thức đấy. Và sau đó thì công thức này em có thể rút gọn. Rồi nhưng mà ở đây thì không quá quan trọng là rút gọn nữa. Em có thể rút gọn thành một cái cơ số khác. Nhưng thôi mình tất cả mình cứ để cơ số tự nhiên. Rồi x bằng như vậy bây giờ logarit của x thì bằng một số này thì là x sẽ bằng e mũ cái số đó thì là e mũ logarit của y chia cho logarit của 5. Thì đấy là đáp án. Thế như vậy là em sẽ viết là như thế này, hàm f trừ 1 thì em sẽ viết là hàm f trừ 1 nó sẽ đi từ R cộng đến R cộng
Rồi bây giờ thường là sau đó thì cái chỗ này sẽ gây nhầm lẫn này. Bình thường nếu mà như thế thì em sẽ viết là gặp biến một số y này thành một số là em mũ logarit của y chia cho logarit của nó. Đấy, thì nên như thế thì em sẽ hiểu. Thế nhưng mà bởi vì là người ta khi mà một hàm số thì người ta lại không thích viết là chữ cái y là biến. Đấy thì thầy cho sau là em sẽ thì ta người ta có thể là thường người ta sẽ viết là như thế này. Người ta sẽ viết ở đây là x và người ta vẫn viết ở đây là x. Và sau đó thì có bạn sẽ đặt câu hỏi là như vậy x này ở trên này liên quan gì? Thì nó không có liên quan gì nhé, nhưng mà x chỉ là một chữ cái để nói rằng là nếu mà tôi cho vào một đầu vào thì đầu ra là gì, còn đầu vào tôi đặt tên là gì không quan trọng, được chưa? Thì f trừ một là hàm thế này. Tiếp tục câu này, hàm f đi từ r cho đến tập từ trừ một khoảng từ trừ một đến một, hàm này về sau các em sẽ học thì nó là hàm gọi là hàm tam hyperbolic nhưng mà không quan trọng. Bây giờ mình chỉ muốn là muốn giải phương trình này y là bằng em mũ x trừ đi em mũ trừ x và em mũ x cộng với em mũ trừ x. Khi mà em giải, em muốn giải cái này thì em sẽ làm thế nào? Thì cái này em sẽ viết là em mũ trừ x thì em sẽ viết là em mũ x này trừ đi một chia cho em mũ x này và em mũ x này cộng với một chia cho em mũ x này. Em sẽ đơn giản hóa một chút thì là em mũ 2x này trừ một này. Ở dưới này là em mũ 2x cộng 1 này. Còn em mũ x thì sao sẽ chuyển tiêu. Đây sẽ làm cho những thức nó đơn giản hơn. Rồi sau đó em muốn là thì bình thường là mình có y thì mình sẽ nhân thôi. Mình sẽ nhân mẫu số lên đây. Thì em sẽ có em mũ 2x trừ 1 bằng y nhân với em mũ 2x cộng với y. Và bây giờ mục tiêu là mình muốn giải là x theo y, thành ra là mình sẽ làm tương đương với em mũ 2x sẽ bằng em mũ 2x nhân với 1 trừ y, đấy, 1 trừ y bởi vì thầy chuyển sang đây bằng 1 cộng y. Và sau đó thì em sẽ viết là tương đương với em mũ 2x bằng 1 cộng y chia cho 1 trừ y. Rồi bây giờ thầy để các bạn tự làm xem là x sẽ bằng bao nhiêu. Như vậy chúng ta kết thúc phần hàm số ở đây. Sang phần tiếp theo thì chúng ta sẽ nghiên cứu về tính liên tục của hàm số, tính giới hạn vân vân. Chúc các bạn học tập thật tốt và hẹn gặp lại các bạn ở trong video tiếp theo.